Quảng Ngãi xây dựng cảng du lịch dài 87 m, cầu dẫn 153 m, cho phép neo đậu một tàu có trọng tải 2.000 tấn. Tàu có trọng tải 400 ghế, bến cập tàu dài 87 m, cầu dẫn 153 m, cho phép neo đậu đồng thời một tàu có trọng tải 2.000 tấn, một tàu có trọng tải 1.000 tấn và tàu có trọng tải 400 ghế hành khách. Khu vực nhà cảng rộng hơn 3 ha, nhà ga hành khách rộng 1.000 m², tổng vốn đầu tư cảng biển này khoảng 200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2018. Ông Hà Hoàng Việt Phương, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Quảng Ngãi cho biết, việc đầu tư cảng Bến Đình nhằm hoàn thiện hệ thống cảng biển, cảng thủy nội địa góp phần tăng cường ủng hộ, củng cố an ninh quốc phòng, giữ vững an ninh chủ quyền vùng biển phía đông của Tổ quốc. Cảng biển nơi đây sẽ trở thành khu trung tâm vận tải hàng hóa, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi của người dân cùng khách du lịch trong nước và quốc tế. Mới đây, Quảng Ngãi cũng quyết định mời chuyên gia Nhật Bản giúp quy hoạch huyện Lý Sơn theo hướng đô thị biển đảo sinh thái, đảm bảo an ninh quốc phòng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Huyện đảo Lý Sơn được chính phủ phê duyệt nằm trong quy hoạch mở rộng 45.300 ha với khu kinh tế Dung Quất và được xác định là một trong 6 đảo tiền tiêu của cả nước, phải xây dựng mạnh về kinh tế, vững về quốc phòng. Năm 2015, Quảng Ngãi đã thu hút 650.000 lượt du khách du lịch, trong đó có 47.000 lượt khách quốc tế, đạt tổng doanh thu 560 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2014. Trong khi đó, huyện đảo Lý Sơn được xem là điểm đến hấp dẫn với hơn 100.000 lượt du khách trong nước và quốc tế. Với 10 tháng năm nay, gần 150.000 lượt khách đến địa phương tham quan du lịch, tăng hơn 55.000 lượt khách so với cùng kỳ năm ngoái.